Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phá thành công chuyên án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô rồi mang bán trên mạng xã hội. Sắm ô tô mới cho thuê xe tự lái, nhưng không được bao lâu, anh Đỗ Trần Duy Anh, 27 tuổi ở thành phố Quảng Ngãi hoảng hốt khi xe ô tô mà hành khách đang thuê bị ngắt thiết bị định vị và bị chiếm đoạt. Tôi xác định khi mà đi thì tôi cũng không để ý lắm, thì đến tôi vẫn thấy nó chạy ra hướng Bình Sơn. Thì đến trưa hôm sau thì tôi lại thấy định vị, có vài cái định vị của tôi riêng á, thì nó xác định ở trên đường mòn Hồ Chí Minh. Thì tôi có hỏi nó thì nó kêu nó đang ở Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Thì tôi đã xác định xe mình đang bị lấy. Qua công tác nghiệp vụ và điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm, thuê xe ô tô rồi giả làm giấy tờ xe, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Mở rộng điều tra dần hé lộ, đường dây hoạt động liên tỉnh và giao bán xe trên mạng xã hội. Với thủ đoạn tinh vi, có tính bộ mặt cao, các đối tượng liên kết trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội, di chuyển ở nhiều tỉnh thành, gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm của ban chuyên án cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan tổ chức liên quan, thì ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ được các đối tượng trong nhóm và thu hồi được tài sản trả lại cho người bị hại. Võ Công Minh, 28 tuổi, ở tỉnh Bình Phước đã bị Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt ngay sau đó. Võ Công Minh khai đặt mua giấy phép lái xe giả, căn cước công dân giả và lên mạng xã hội tìm kiếm dịch vụ thuê xe ô tô tự lái và tìm đến dịch vụ thuê xe để chiếm đoạt. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện một đường dây khác mua bán xe trên mạng xã hội và đặt làm giấy tờ giả để sử dụng, gồm Trần Phương ở thành phố Hà Nội, Bùi Ngọc Diệu Hương ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để người ta cũng biết là xe không giấy tờ và người ta cũng đồng ý mua theo cái giá không giấy tờ. Cái giấy tờ đấy thì lại là một người khác làm chứ không phải là em làm. Đây là những đường dây chuyên nghiệp liên tỉnh, hoạt động khép kín từ việc thuê xe đến làm giả giấy tờ rồi đi mua bán trên mạng. Bước đầu, Võ Công Minh khai nhận được thực hiện trên 4 vụ. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.